ra uống nước mày. Sáng giờ tập mệt quá. Chết đi. Chương trình á, của trường quy mô ha. Tao với mày á, mà được tham gia là ok lắm luôn. Cho nên là phải cố gắng thôi chứ sao giờ. Mà tao nói mày nghe nè, học xong á, chắc tao xin vô một cái nhà hát nào đó ở thành phố này tao làm. Mày nghĩ sao mà vô nhà hát vậy? Tao nghĩ á, là mình á, phải chạy số ngoài, kiếm tiền, đầu tư ra album, quay MV, vậy mới mong nổi tiếng được. Lúc đó tiền mày kiếm á, gấp mấy lần tiền luôn nhà hát luôn. Thật sự thì tao cũng muốn làm như vậy lắm chứ. Nhưng cái nghề này tao thấy nó khó quá. Tao thấy nó đánh đổi nhiều thứ mà ơi. Thì dĩ nhiên rồi, đâu phải cái gì tự nhiên mà có được mày. Mình á, phải đầu tư thời gian, tiền bạc, công sức, đủ thứ đó. Mà đặc biệt là phải đẹp trai nữa. Coi chừng mày mất luôn cái đời trai của mày. Mày lo xa quá. Mày á, cứ gì sống hết với đam mê của mình, cố gắng hết sức, tổ nghệ sẽ thương mình thôi. Tao cũng mong là vậy. À, mà mày vẫn còn đi tập vũ đạo mà. Ừ, thì tự tập là chính thôi. Thầy á, chỉ dạy cơ bản, còn bao nhiêu á, là tự sáng tạo theo từng bài hát. Tao thấy mày vậy là hay. Chứ tao chỉ biết đứng một chỗ. Tao thấy á, mày cũng có mặt mạnh riêng của mày mà. Biểu cảm, khuôn mặt của mày á, lúc hát á, rất là tốt. Nhiều khi á, thấy mày lên sân khấu không có nhảy nhót gì, mà khán giả cũng vỗ tay rừng rừng đó thôi. Nghề của anh em mình chỉ cần khán giả thương, kể cả chết trên sân khấu cũng mãn nguyện. Mày nói nghe thấy ghê quá. Tao chưa muốn chết đâu. Còn yêu đời lắm. Tao mà chết á, để như trai mày. Tao? Gì? Nói giỡn với mày thôi. Chứ ngày xưa khi mà tao đeo đuổi Nhung á, là tao biết em ấy trong lòng chỉ có mày thôi. Cho nên tao chỉ biết nhìn em ấy đi theo mày. Còn tao buồn. Nhưng mà tao nói cho mày biết, mày mà để Nhung buồn á là không được với tao đâu ha. Mày yên tâm đi, tao sẽ không bao giờ cho mày cơ hội quan tâm Nhung đâu ha. Nói được thì làm được. Ừ. Thôi, tập tiếp đi, tao về nha. Ừ, bye mày. Em mới tới hả? Dạ, anh tập xong chưa? Ừ, anh tập xong rồi. Anh muốn nước đi. Ừ. Mà giờ anh rảnh rồi, mình đi chơi đi. Em muốn anh chở em đi nhận được không á à? Ok, mình đi. Hôm nay diễn rất tốt. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã chiếu cố cho em diễn sân khấu của anh. Em mừng lắm. Không có gì, em có tố chất là ngôi sao đấy. Khi nào cần cứ liên hệ cho anh. Dạ, cảm ơn anh. Thì thôi, em về trước nha. Ok, cảm ơn em. Đưa mic cho nó kìa. Anh, hôm nay anh hát tốt lắm luôn á. Cũng nhờ với em cổ vũ á. Vậy để chúng còn chúng ta đi ăn gì nha. Em tính đã ăn gì nè. Chúng ta đi ăn nhà hàng Hàng Sao nha. Hoành tráng quá vậy. Dạ. Thôi mình đi đi. Dạ. Tin anh không? Đi nha.
vé hết xong tới lượt em đó. Dạ cảm ơn anh nha, em hồi hộp quá. Hôm nay á có mẹ với mấy em đi coi nhé. Bình tĩnh vào. Em ngon quá. Thôi, chào anh. À, chào em. Thôi bây giờ lên xe luôn đi. Đang ở nhà thôi. Lên luôn đi em. Quan. Sao anh? Sao anh nói tới em hả? Đó là ngôi sao, nhờ cho nó hát trước đi. Sân khấu của anh sống được là nhờ nó đấy. Dạ. Chắc là em cũng hiểu rồi, đúng không? Ngồi đây nhé, để nghe xem. Chào em chị anh. Em thuộc bản nhé. Khán giả được kìm được. Sao hát xong về khán giả về theo luôn. Thôi đừng có buồn. Vì là em không được hát hả? Tại vì em biết rồi đấy. Giờ khán giả bây giờ cứ theo sao không. Đợi khi nào sao tới thì họ còn ngồi đợi, như khi sao hát rồi cái nào họ cũng về theo luôn. Nhưng mà em tới sớm nhất mà. Đừng buồn. Hôm nay á có mẹ với mấy em khuyên đi coi. À thế à? Đợi từ xấu chứ giờ. Bây giờ không được hát. Không biết phải nói làm sao nữa. Thôi anh xin luôn. Để bữa sau anh sẽ tạo điều kiện cho em hát đầu tiên. Tôi làm trong tốt đẹp anh. Ok em. Mày suốt đời chỉ đi hát lót thôi. Có giỏi bỏ tiền ra mua bài. Mày làm album đi. Cổ lên. Em sẽ rất cảm ơn chị nếu như chị giúp em ra album lần này. Không cần nữa, cái anh đang làm em đi, cái bằng chạy đi họa nhờ. Dạ chị. Em giúp thì không phải vấn đề, nhưng mà quan trọng em sẽ được gì. Nếu mà em giúp anh thì anh sẽ không bao giờ quên anh em đâu. Chị mới ơn, còn quan trọng anh phải là quen em. Cô em rất yêu anh, hy sinh cho anh rất nhiều. Mọi chuyện cũng là chẳng phải là hy sinh à, là anh sẽ được nhiều hơn thế nữa. Lên luôn đi em. Quan. Sao anh? Sao anh nói tới em hả? Đó là ngôi sao, nhường cho nó hát trước đi. Mày suốt đời chỉ đi hát lót thôi. Có giỏi bỏ tiền ra mua bài. Mày làm album đi. Cổ lên. Hãy cho anh thời gian. Sao buồn vậy Nhung? Mày mới tốt nghiệp mà. Lo chi nhiều, từ từ cũng ổn thôi à. Không phải là chuyện của công việc.
hay là mày giống Vũ lại có chuyện nữa phải không? Dạo này tao thấy anh Phụ sao sao đó. Nhắn tin thì không nhắn tin lại, mày gọi điện thoại đó, nói gặp bầu xô này nọ, không có thời gian dành riêng cho tao. Chắc ông cũng lo công việc thôi mày ơi, mày cũng phải thông cảm cho ổng chứ. Hay là mày với ổng có gì đó đi quá giới hạn rồi phải không? Tao... Đúng là hôn 3 năm dại 1 giờ mà. Nhưng mà bọn tao yêu nhau mà. Ừ thì yêu, hy vọng là nó không bỏ mày theo con khác. Vì người con gái đó ư? Không, mà còn nhiều thứ nữa. Nhưng mà chúng ta để lỡ. Thôi, từ nay em đừng bao giờ nhắn tin cho anh hay gọi cho anh nữa. Vậy nha, anh đi rồi. Tao không ngờ mày là con người sống tồi như vậy đó. Mày đánh hay lắm, mày nói hay lắm. Tao cần một bước đột phá trong sự nghiệp. Chứ mày hát lót như thế này, tao bao giờ mới nổi tiếng? Vì sự nghiệp mày đánh đổi cả tình yêu của mày ư? Tình yêu hả? Khi mày nổi tiếng thiếu gì tình yêu? Đó là tình yêu hay là một cuộc đổi chát? Mày nói sao cũng được. Tóm lại, tao và cô ấy không hợp. Mày buông ra. Bây giờ tao có cuộc hẹn với bầu xô, tao đi đây. Mày cút đi. Từ đây về sau đừng để tao thấy mặt mày nữa. Sao rồi em? Có xin được việc làm không? Sao? Nói cho anh nghe đi, sao em buồn vậy? Có xin được việc làm không? Họ nói ngày mai em đi làm. Trời đất ơi, vậy mà làm anh hết hồn à. Thôi đói bụng chưa? Anh chở em đi ăn nha. Dạ. Yêu đương là thế, là nhìn hết những nỗi đau để người mình yêu được hạnh phúc. Yêu anh vì anh, em đã hy sinh cho anh rất. Dạo này bà xinh đây nha. Bà cũng vậy. Công việc của bà như thế nào rồi? Ổn lắm mẹ ơi. Anh trưởng phòng giúp đỡ tao nhiệt tình lắm luôn. Còn chức gì nữa không đó? Cái đó thì hên xui đi. Công việc của bà có ổn không? Ờ, thì cũng ổn. Môi trường làm việc thì cũng tốt hơn nhiều rồi. Có tình ý mới chưa? Anh Khang thương tao lắm, nhưng tao sợ chuyện cũ lặp lại. Một lần vấp ngã là một lần trưởng thành, mày lo cái gì?
nhưng tao đã không còn là con gái nữa. Tao nghĩ anh Khang sẽ không chấp nhận tao đâu. Trời, thời đại này mà mày lo quá à. Đã yêu rồi chấp nhận hết à. Thật ra, suy nghĩ về chuyện này, tao thấy đau khổ lắm mày à. Nếu mày cứ như vậy á, thì tao nghĩ mày nên đi vá lại đi, mày sẽ tự tin hơn đó. Thôi, để tao xem thế nào đã. Chứ tao nghĩ sống một mình còn thoải mái hơn đó. Sợ lúc đó mày khóc một mình vì cô đơn. Ở đó mà đòi một mình. Nhưng mà dạ, anh muốn nói với em điều này. Em vẫn đang nghe mà. Em chấp nhận làm người yêu của anh nha. Em dẫu biết rằng trái tim của em hôm nào đã yêu người với bao ước mơ. Hãy cho anh cơ hội được yêu thương em, được chăm sóc em suốt cuộc đời còn lại được không? Em thấy em không xứng đáng với anh. Mong đời êm ấm đã yêu được. Xứng đáng hay không thì bản thân anh biết. Với bao nỗi đau tình yêu, anh có thể chấp nhận một người con gái không còn trong trắng và trái tim vỡ nát vì yêu sao? Anh chấp nhận. Anh chấp nhận điều đó. Và anh chấp nhận quá khứ của em. Và cũng vì cái quá khứ ấy mà làm anh yêu em nhiều hơn. Nhưng mà anh không vì thế mà anh bước đi. Chấp nhận làm người yêu của anh nha. Cũng chỉ là quá khứ. Hãy bước tiếp với chân thành em ơi. Hiện tại và tương lai là điều anh nghĩ tới. Từ chối tình anh chỉ hơi em. Quá khứ ấy đã xa rồi em ơi. Chớ nhớ đến cho em lòng đau nhói. Vì anh đang yêu em, mở lòng ra em ơi. Vì yêu em nên anh chấp nhận. Quá khứ ấy cũng chỉ là quá khứ. Hãy bước tiếp với chân thành em ơi. Hiện tại và tương lai là điều anh nghĩ tới. Từ chối tình anh chỉ hơi em. Quá khứ ấy đã xa rồi em ơi. Chưa nhớ đến cho em lòng đau nhói. Vì anh đang yêu em, mở lòng ra em ơi. Vì yêu em nên anh chấp nhận. Nói chung á, cái nghề của anh em mình thấy chỉ cần bạn chỉ cần bạn giám khảo thoại đi nhung à. Dạ. Nói chung là có cái chuyện này mà từ lâu giờ anh chưa nói với em thì tao cũng đang nghe mà. Mày nói đi. À, nói chung là tại hạ rất là thích tiểu cô nương đó mà. Nhưng mà tiểu cô nương này không có thích tại hạ đó. Sao vậy? Tại hạ nhìn lại cái bản mặt của tại hạ vô gương đi. Nghĩ sao vậy? Như bác dâm vua anh mà, đẹp trai mà, tại sao không chịu thích hả? Rồi, đâu chạy tới. Lại gặp trường rồi. Xong rồi. À, anh ơi. Nhưng mà dạ. Nói chung á là anh có cái chuyện này cũng lòng lắm rồi, muốn nói với em đó. Thì em cũng là nghề mà. Em chấp nhận làm người yêu của anh nha. Em thấy cái mộng nó xứng đáng với anh. Sao không xứng đáng? Em phải cho anh cơ hội được yêu đương và chăm sóc em suốt cuộc đời này mà. Em không yêu cái đấy được rồi. Cảm ơn anh. Nhưng mà thật sự là em không xứng đáng với anh mà. Sao vậy? Em có chuyện gì không xứng đáng hả? Em không có còn là con gái nữa. Nhưng mà trái tim của em đã vỡ nát được nhiều rồi anh ạ. Ôi chù cha, vậy té ra từ bữa tới giờ tôi cua thằng BD hả trời? Né ra không phải con gái. Trời ơi, vậy mày không có chấp nhận làm kỵ đồ võ cho thằng Vũ hả?